Em tiễn đi chứ em không có tiễn chồng má anh nữa. Nhưng mà em mới anh bao nhiêu tuổi rồi bạn trai? Trà chín á, trà chín. Nói ở Bạc Liêu mà. Ok, ông kể cho em admin nhé. Bây giờ chỗ nè, em ở Bạc Liêu, em học được muốn biết là ở đây có một ai nào, người nào đó ở Bạc Liêu hay không. Mình làm quen ngày mai mình hẹn đi cà phê liền luôn. Phường 8 đúng không? Ok, phường 8. Hello anh. Hello anh Nhật Mai. Hello anh. Chào em. Anh nhiêu tuổi rồi? 22. Ồ, 22 hả? Anh ở phường 8 gì hả? À đúng rồi, phường 8 ở trong Trại Khứa. Ồ, em biết rồi. Em ở phường 1. À Nhà phường 1 ở lúc nào? quận một em ở Cầu Sáng nha. À chắc buổi sáng à, Dạ đúng rồi, cũng gần mà đâu xa đâu, đúng rồi, gần mà. gần chỗ luôn. Anh đi học hay là anh đi làm Cái trường em phải quên đi làm rồi. nhỉ? Dạ sao Rồi cái trường ra quán trường cho có anh em ưa ra quảng trường. ăn tối nào cũng đi nha. Vậy hả? À, tối nay cũng nghe quán chịu Dạ nhiều nó lẹ. gì tối Có nay quần đùi, có cái quần đùi á, Bùi Linh giá nhiều là giá nhiều, muốn giá nhiều. Biết anh, em biết cửa hàng điện thoại Huệ với Vĩnh Phát anh Eric Trần. Đó Bạc Liêu. Anh làm nghề gì vậy anh? là bên viễn thông. Em gặp rất là nhiều người làm bên viễn thông luôn nhá. Đồ. Hỏi ai ở Bạc Liêu cũng toàn là viễn thông không, chả hiểu sao. Chắc là viễn thông, ai mấy anh viễn thông là chắc rất là chơi bigo rất là nhiều. Chắc là vậy á. Cảm ơn anh Thịnh. Cảm ơn anh Thịnh nha. Anh Eric Trần rồi. Có anh nuôi tôm nè, anh nuôi tôm ở anh nuôi tôm. Làm hồ được không em? Anh hỏi em điện thoại Huệ tỉnh khác gì vậy? Chúc anh inbox số Zalo của anh cho em đi, có gì mình hẹn mai uống cà phê nha. Quảng trường đang À có đúng hội, rồi. quảng trường đang có hội chợ á. Em ở Bạc Liêu, anh ở Cần Thơ. Ở quảng trường đang có hội chợ. Không, em không yêu. Vậy bye bye anh Nhật Mai nha, anh xuống ngủ sớm đi. Nhớ các bạn nha luôn nha. Dạ rồi, bye bye. Chào em ngủ ngon nha. Bạc Liêu phải tết đầy cà phê hả? Vâng, mấy anh cứ
các bạn em hết đi, ai ở Bạc Liêu cũng được, mấy anh đang ở đâu cũng được, các bạn Trinh đi. Khi nào mà về Bạc Liêu thì cứ đi cà phê với Trinh, đăng ký một vé dẫn xe. Trời em thẳng là thôi, giờ em đi ngủ đi, em nghĩ là ở đây không có ai mà ở Bạc Liêu mà là người yêu em hết. Quá anh không ai ở Bạc Liêu hết. Ok, chắc về được rồi. Bạc Liêu mà toàn là ở xứ thép không à. Chứ không ai mà có ở Bạc Liêu ở gần nữa chưa. Ở Bạc Liêu nhưng mà hiện tại anh mới ở Bạc Liêu mới được. Hiện tại và bây giờ anh đang ở Bạc Liêu nè. Nhưng mà có đúng là anh đang ở Bạc Liêu không? Ê, ê, ai chửi Trinh con chó vậy? Ok, ok em. Em ở cầu số 2 nữa. Đọc chứ. Anh ở cầu số 2 nữa. Ok, cầu số 2 em điện anh nha. Admin mới của à, chào mừng admin chơi mới vào group chị nha. Rồi group mình nha, xin lỗi xin chị. Ông kẻ tên gì ông kẻ? Dạ em tên Vin kìa. Vin nữa. Dạ. Nhiêu tuổi là xin chị vậy? Người đẹp dáng chỉnh thôi. Dạ em chưa 18. Ủa em chưa 18 xin chị đúng rồi. Chào mừng em đến với group chị nha. À, kể từ hôm nay là chị chính thức like trở lại, có nghĩa là chị bỏ like khoảng nửa tháng nay rồi. Kể từ ngày chị chính thức thức like trở lại. Anh nhớ cái này nó cứ chị làm idol đúng không? Không, chị không làm idol nhưng mà có điều thì về cái lượt view thì chắc có thể là chị cũng hơn nhiều idol lắm. Cho nên là em có làm admin gum chị thì nhớ chịu khó chút nha. Ten Diamond okay. Ở Sài Gòn nè em. Ủa anh Ten Diamond thì hả Forever? Anh Ten Diamond hả? Ok. Sao? Chúc chị nha, tôi nhắn đi cô chị. Chị nhắn lên xã hội cho cô cho em với gì em các bạn. Ok, đây chị follow em lại. Ừ, thì mà sao anh không có để tên, đâu biết là anh Ten Diamond đâu. Với Bảo nữa đâu, ở đây có ai tên Diamond không nhở? Không, em không biết gì cho nên à, em nhớ rồi anh Nguyễn Nam rồi. Nhớ rồi anh em. Ở đây còn ai tên Diamond không nhở?